Và nhìn thôi thì ai cũng biết đây là một chiếc xe đẩy hàng rong. Khi nhìn chiếc xe đẩy này, tôi lại chợt nhớ ra một cái câu thơ mà chúng ta đã được học đâu đó từ hồi cấp 1, cấp 2 gì đó. Sáng mai ra cánh hàng hoa xuống chợ, hoa ngọc hà, hoa mai rực nở. Tuy nhiên là trong chương trình ngày hôm nay tôi không muốn bàn đến câu chuyện về văn học mà tôi muốn chia sẻ với quý vị và các bạn một cái cách thức làm ăn của một ông chủ trẻ ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Anh ấy sinh năm 1985. Hiện nay anh ấy đang sở hữu một nhà hàng vịt quay Bắc Kinh tại thành phố Việt Trì. Nhưng nhân rộng mô hình đấy ra thì anh ấy đã làm những chiếc xe đẩy như thế này đặt tại nhiều địa điểm trong thành phố và muốn kết hợp với bất kỳ một ai đó muốn hợp tác kinh doanh. Khi mà kết hợp với mô hình này thì chúng ta chỉ cần bỏ công sức từ 16 giờ đến 19 giờ hàng ngày để cùng với anh ấy bán hàng. Mọi cái đầu tư cơ sở vật chất từ cái xe đẩy, từ cái lò nướng này hay là từ những con vịt quay, tức là hàng hóa thì nhà hàng sẽ cung cấp đầy đủ và chúng ta chỉ việc bán hàng. Hai bên sẽ cùng chia sẻ lợi nhuận. Và nội dung cái câu chuyện hợp tác kinh doanh này như thế nào trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Ông Lạc TV chuyên trang du lịch khám phá, văn hóa và tâm linh. Thế nếu mà nói về con vịt như này thì nó khác gì so với những con vịt ở những cái quán vịt khác người ta làm? Em khâu với cả nướng ngon hơn và bấm sẽ lâu hơn. Vì tại em phải nướng tầm 8 tiếng. Ướp 8 tiếng hả? Vâng. Thế là khác nhau về cái gia vị. Năm 2017 là anh đã sang Bắc Kinh ăn đúng vịt quay Bắc Kinh tại Bắc Kinh đấy. Nhưng mà ở bên đấy là cái vào nhà hàng ấy là người ta đẩy cả cái xe này ra bàn ăn. Người ta vừa quay, người ta vừa chặt cho mình ăn nóng hổi luôn, nóng hổi như này này. À đây à, đây là tẩm ướp mình này à. À. Đây là gồm những vị gì? Đây là có hoa hồi, thảo quả, hành, tỏi và sốt riêng của bọn em. À. Tức là cái nước cốt bí truyền đấy. Tức là em là đầu bếp, hiện nay là nhà hàng Hao Chư vẫn chưa tìm được đối tác. Vâng. Còn em hiện nay đang là đầu bếp và em đang trực tiếp vừa chế biến và vừa bán hàng luôn. Vâng. Ông Lạc TV chuyên trang du lịch khám phá, văn hóa và tâm linh. Cháy hả anh? Bây giờ em vừa cho phát lên mẹ 50 rồi. 4 giờ bao nhiêu? 4 giờ 10 ạ. Nay đều khoảng bao lâu thì nó chín em? 45 phút. 5 phút à? 45 phút. À 45 phút hả? Một buổi chiều mình bán được bao nhiêu con? Tầm 20 con. 20 con nữa hả? Bao tiền một con này em? Con này là 201. 201. Cân nặng mỗi con này khác nhau chứ nhỉ? Nó dao động từ cân 8 đến 2 cân nha. À. Nghĩa là cân 8 với là 2 cân thì vẫn là 201. Đồng giá. Đồng giá. Ai mà số đỏ. Anh ăn thử chưa? Ăn rồi. Ngon không anh? Ngon tuyệt vời. Tuyệt vời hả? Ai mà số đỏ nhặt bà con 3 cân lắm nè. Nhưng mà anh thấy nó khác với so với những cái vịt quay bình thường mình mua ở những cái quán bình thường. Mỗi một nhà hàng thì có một cái mùi vị riêng. Vâng. Đặc trưng riêng. Vâng. Có cái bí quyết riêng. Vâng. Đấy, ai ăn cái nào thì sẽ đặc trưng riêng đấy và sẽ có ấn tượng riêng và nếu sẽ qua lại ăn tiếp đó. Vâng. Tức là anh ăn ở đây nhiều lần rồi. Đúng đấy, rồi. Ok. Rồi, ok. Ok. Ăn được. Ông Lạc TV chuyên trang du lịch khám phá, văn hóa và tâm linh. Em đang là học sinh à? Em sinh viên ạ. À, sinh viên làm thêm à? Vâng ạ. À. Sinh viên năm mấy rồi? Em năm đầu ạ. À, trường nào? Em trường dược ạ. Thế đi làm này thì tiền công mỗi tháng là bao nhiêu em? Hay là tính trong ngày? Em làm theo ca, một tiếng ạ. Bao tiền một tiếng? Một tiếng được 20.000 ạ. Ờ. À. Thế là mỗi buổi chiều này là em 3 tiếng nhỉ? Dạ vâng. 60.000. Dạ vâng. Đúng rồi, làm như này thì vừa có công việc làm, vừa có thu nhập, lại không chơi bời điện tử nước gì nhỉ? Dạ vâng. Có nghiện điện tử không? Em không chơi bời gì cả. Tốt. Thuốc lá trước em không chơi, rượu bia không chín. Thế đi làm này bố mẹ có biết không? Dạ có ạ. Nhà em ở đâu? Nhà em trên Thanh Ba, Phú Thọ ạ. À. Ông Lạc TV chuyên trang du lịch khám phá, văn hóa và tâm linh. Thưa quý vị và các bạn, nội dung clip ngày hôm nay của Âu Lạc TV không nhằm mục đích PR quảng cáo hay là truyền thông cho bất kỳ một thương hiệu, một cá nhân hay là một mặt hàng gì, mà chúng tôi chỉ muốn tìm kiếm kết nối giúp cho ai đó với nhà hàng Hao Chư ở thành phố Việt Trì để cùng nhau chia sẻ cái gọi là mưu kế sinh nhai giữa lúc bộn bề khó khăn do dịch Covid-19. Nhà hàng Hao Chư đầu tư mặt hàng có sẵn là những con vịt quay, đầu tư cơ sở vật chất như xe đẩy bán hàng, lò vịt quay có sẵn và đối tác chỉ cần nhận về trách nhiệm là bán hết số hàng đã được giao kèo mỗi ngày, lợi nhuận hai bên sẽ cùng chia sẻ. Và theo như tôi tìm hiểu thì điều kiện duy nhất cho sự hợp tác này là nhà hàng Hao Chư sẽ thu về số tiền đặt cọc là 10 triệu và 10 triệu này sẽ được trả lại sau 6 tháng khi hai bên vẫn còn duy trì hợp tác cùng có lợi.
hương vị và các bạn, cũng nhân tiện nói về một cái thương hiệu ẩm thực Trung Hoa tại nhà hàng Hao Chư, vịt quay Bắc Kinh như thế này. Thì Olaf TV cũng xin chia sẻ về một cái câu nói mà chúng ta vẫn thường nghe, đó là ăn cơm tàu lấy vợ Nhật và ở nhà Tây. Ăn cơm tàu ở đây được hiểu là đồ ăn Trung Quốc. Sở dĩ có câu nói này là cách nay chừng khoảng 100 năm thì ở Việt Nam gần như chưa hề có khái niệm nhà hàng. Nếu là ở miền Bắc thì thời đó còn rất nghèo nàn, lạc hậu vô cùng, vẫn đi bộ, sang hơn thì đi xe bò, xe ngựa hay là ở nhà lá và nằm chõng tre. Thậm chí cơm còn không có mà ăn thì nói làm gì khái niệm ăn cơm nhà hàng. Và theo tôi tìm hiểu thì mãi đến năm 1908, Hà Nội mới có nhà hàng do người Việt làm chủ đầu tiên. Cũng những năm tháng đó, nhưng ở miền Nam thì sao? Miền Nam thì có Sài Gòn Chợ Lớn, nơi được coi là tiểu vương quốc của người Tàu, tức là người Trung Quốc. Thậm chí nền kinh tế miền Nam những năm đó thì chủ yếu là do người Tàu, người Trung Quốc làm chủ. Và hầu hết những nhà hàng lớn nhỏ đều một tay là của người Trung Quốc. Như vậy được hiểu rằng là nhà hàng thì chỉ dùng cho giới thượng lưu lắm tiền lắm của. Tức là một số rất ít là người Việt Nam mà chủ yếu là người Trung Quốc và người Pháp. Khi đó người Pháp đã thống trị hoàn toàn từ giải đất miền Trung hắt vào. Thế nên dân gian mới có câu ăn cơm tàu là mơ ước được một lần đến nhà hàng. Mà nhà hàng khi đó thì chỉ có nhà hàng của Trung Quốc là ăn cơm tàu thôi. Từ đó mà chúng ta có thể hiểu ăn cơm tàu ở đây tức là ăn cơm nhà hàng, ăn một bữa cơm sang trọng là mơ ước của hầu hết người Việt Nam mình khi đó. Thưa quý vị và các bạn, chương trình của Olo TV cũng xin phép được khép lại tại đây. Một lần nữa rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ quý vị và các bạn ở phần bình luận dưới đây để nội dung của Olo TV ngày càng hấp dẫn và có giá trị thực tế hơn. Còn bây giờ, xin kính chào và xin hẹn gặp lại.